Ngày 13 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh cực mạnh, Hà Nội chìm trong rét buốt, nhiệt độ thời tiết thấp nhất giảm xuống còn 16 độ C, kèm theo mưa lớn, gió thổi mạnh khiến thời tiết tại thủ đô càng thêm buốt giá. Tuy nhiên, những người lao động nghèo vì tính chất công việc phải hoạt động ngoài trời nên vẫn lao ra đường để mưu sinh, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Ghi nhận của phóng viên tại các con đường, góc phố, khu chợ ở Hà Nội, những công nhân vệ sinh môi trường, các bác xe ôm, những người phô hàng, người bán hàng rong vẫn bám trụ bất chấp giá rét để kiếm miếng cơm, manh áo. Ngày hôm nay thì là nó giá rét hơn mọi hôm, mà đi bán hàng nó vất vả hơn. Nó lại rét không thì không sao, nhưng mà nó hôm nay nó lại cả mưa nữa. Nên là thời tiết là ý là lạnh hơn, mà bao giờ mưa lại vất vả, mà người đi mua thì cũng ít hơn. Từ đêm 12 đến ngày 17 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và đông nam, khiến khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên hứng chịu đợt mưa lớn trên diện rộng. Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày 13 tháng 11 nhiều khả năng là ngày rét nhất đợt này. Sau đó, từ ngày 14 tháng 11 nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 11, khả năng có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống, duy trì nền nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô và các tỉnh Bắc Bộ trong suốt một tuần sau đó.